Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nhìn những tấm ảnh này thì các bạn cũng đã đoán là Duy muốn giới thiệu cho các bạn về cái mẫu xe gì rồi đúng không? Đây là những cái hình ảnh về các chiếc xe Mercedes-Benz C-Class mới. Và với video clip này thì Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe C-Class ở giữa phân khúc C các bạn, đó là chính xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus. Đó, đây là một cái phiên bản có thể nói gọi là thay thế cho cái chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive trước đây mà Duy đã quay cũng như đã review rất là nhiều rồi. Thì với các chiếc xe Mercedes-Benz C-Class 2022 hay chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này, về tổng thể các bạn thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ rộng hơn, to hơn so với phiên bản trước đây. Khi mà chúng ta nhìn từ bề ngoài á, các bạn sẽ thấy rất là rõ cái vấn đề đó, bởi vì là chiều dài tổng thể của chiếc xe nó dài hơn 65mm so với phiên bản trước đây. Các bạn thấy là với cái lần mà tăng cái kích thước lớn như thế này các bạn, thì chứng tỏ Mercedes-Benz muốn nâng cấp cái chiếc xe này lên một cái phân khúc mới nữa các bạn, có nghĩa là nó định hình là một phân khúc cao cấp hơn so với cái phiên bản 2021 hoặc 2020. Đó, thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem thật là chi tiết chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này. Có thể nói đây là một cái chiếc xe mà các anh chị các bạn nên lưu ý nhiều hơn, bởi vì là có rất là nhiều những cái tính năng hay, cũng như là chiếc xe này là một cái chiếc xe mà có thể nói đây là một cái đối thủ mà rất là nặng ký của những cái hãng xe như là BMW Serie 3 hoặc là Audi A4. Đó, bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem thật kỹ chiếc xe này nha. Ngày hôm nay thì Duy chọn chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này với cái phối màu là màu đen ở ngoài cũng như là màu nâu ở trong. Có thể nói đây là một cái phối màu rất là hot vào cái thời điểm hiện nay các bạn. Đó, về phần mà ngoại thất màu đen các bạn thì càng làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần thể thao hơn nữa các bạn. Ngoài ra một cái chi tiết là chia sẻ nữa là với cái phiên bản mà C-Class 2022 này thì Mercedes-Benz sẽ không còn ra cái phiên bản mà cổ điển hoặc là phiên bản truyền thống nữa các bạn, và thay vào đó là cả ba phiên bản là C200 Avantgarde nè, C200 Avantgarde Plus cũng như là C300 AMG, thì cả ba phiên bản của chúng ta đều có một cái thiết kế là thiết kế thể thao hết các bạn nha. Đó, thiết kế thể thao hết và không còn giữ lại cái nét cổ điển trên cái dòng xe C-Class này nữa. Đó, thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nè, đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái dòng xe thể thao của Mercedes-Benz, với những cái lưới tản nhiệt dạng sọc đứng và cái logo to bản ở giữa, cũng như là lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt dạng là một nang ha. Về phần đầu xe thì chúng ta cảm thấy là chiếc xe C200 Avantgarde này nó toát lên một cái sự thể thao rồi. Đó, về phần cản xe thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ được thiết kế như thế này các bạn. Đèn xe thì là một cái chi tiết mà rất là bắt mắt của cái chiếc xe Mercedes-Benz C-Class mới này theo quan điểm của Duy. Đối với C200 này thì được trang bị cái đèn LED High Performance, chưa phải là đèn Digital Light trên chiếc xe C300 AMG. Thực ra thì đối với cái đèn xe Digital Light các bạn là lúc nào Mercedes-Benz cũng để dành cho cái phiên bản cuối cùng của họ ha. Đó, thì LED High Performance này thực ra với cái đèn LED toàn phần các bạn nó cũng cực kỳ sáng rồi. Đó, chỉ có điều là nó sẽ không có nhiều những cái tính năng giống như là trên cái đèn pha Multi-beam LED hoặc là Digital Light thôi. Đó, vậy bây giờ đi sang bên hông một chút xíu nữa các bạn, Duy sẽ cho các bạn xem nè. Cái phần bánh xe của chúng ta với kích thước là 225/55R17, có nghĩa là lớp xe của chúng ta là 17 inch thôi. Bộ mâm của chúng ta là các bạn thấy nè, được sơn màu đen bóng cũng như là để lộ những cái mặt nhôm ha, nó làm cho chiếc xe của chúng ta thêm cái phần thể thao hơn. Và đặc biệt đây là cái lớp xe Runlast các bạn nha, đến từ thương hiệu là Firestone. Thì lớp xe Runlast thì các bạn biết rồi, lúc nào nó cũng sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với lớp xe thông thường. Và đây là một cái lớp xe mà Duy cực kỳ yêu thích luôn, và Duy nghĩ là những cái anh chị các bạn nên cân nhắc ở cái vấn đề là an toàn hơn là cái tiếng ồn, hoặc là nói là có người nói là ở lớp xe Runlast nó sẽ ồn hơn hoặc cứng hơn các bạn, nhưng mà không phải đâu.
đó. Vấn đề ồn hay là cứng nó còn phụ thuộc rất là nhiều từ cái khung gầm cũng như là gầm xe của chúng ta nữa ha. Ok, tiếp theo nữa Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nè. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái chi tiết là tay nắm cửa màu rơm, đồng nghĩa với chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này của chúng ta trang bị cái tính năng Keyless Go là lock cửa, mở cửa thông minh. Một cái chi tiết cũng rất là hay mà Duy nghĩ là trên những cái dòng xe sang thì đều phải có. Ok, trước khi đi ra phía sau các bạn thì Duy sẽ cho các bạn xem đây nữa nè. Ở trên gương chiếu hậu của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này có một cái đèn tam giác ha. Với cái đèn này thì đây là cái tính năng cảnh báo điểm mù. Đó, và hiện tại bây giờ tính năng cảnh báo điểm mù có hầu hết trên 3 phiên bản C200, C200 Avantgarde Plus cũng như là C300 AMG. Thực ra tính năng này nó không phải là xa lạ đâu các bạn. Thì với cái tính năng này nó sẽ hoạt động như thế nào thì Duy cũng sẽ nói nhanh cho các anh chị và các bạn biết luôn. Đó là cái khu vực cản sau, khu vực này các bạn, hai bên sẽ được trang bị một cái cảm biến ha, nó sẽ giúp cho chiếc xe chủ chúng ta nhận biết được là có phương tiện giao thông đang di chuyển ở khu vực bên trái hoặc là phía bên phải phía sau đó. Bởi vì là khi mà chúng ta ngồi bên trong xe, chúng ta nhìn vào gương chiếu hậu có những điểm mà chúng ta sẽ không có thể quan sát được, chúng ta không thể thấy được, chẳng hạn như khi mà chúng ta xe nó di chuyển ở khu vực này nè các bạn đó, thì chúng ta sẽ không thấy được. Khi mà chúng ta quẹo trái hoặc quẹo phải, chúng ta không thể nào mà nhìn vào gương chiếu hậu mà chúng ta thấy chiếc xe máy đang di chuyển bên này hết. Thì cái hệ thống cảnh báo điểm mù ở nó nằm ở đây, nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được có người đang di chuyển ở phía sau đuôi mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được trên gương chiếu hậu. Ok, tiếp theo nữa là Duy sẽ cho các bạn, chiếc xe của chúng ta có trang bị cái tính năng Keyless Go chạm và lock cửa thông minh, thì chắc chắn chiếc xe của chúng ta sẽ có tính năng đa cốp. Thì ra thì với tính năng mà đóng mở cốp của cái phiên bản 2022 này các bạn, Duy cảm thấy nó có một cái gì đó êm ái hơn so với lại cái phiên bản trước đây. Lúc mà nó mở lên nó êm ái hơn các bạn. Nó đi chậm chậm thôi, chứ nó không có nhanh giống như là đối với phiên bản 2020-2021. Trên đây thì các bạn sẽ có hai cái nút bấm nè. Cái nút này để đóng cốp ha, cái nút này là để khóa xe là một chạm. Ngoài ra thì cái cốp xe của chúng ta nè các bạn, thì chiếc xe của chúng ta là về cái chiều dài nó sẽ rộng hơn so với phiên bản trước đây là 65mm. Có nghĩa là cái cốp xe của chúng ta nếu mà có rộng thì Duy nghĩ sẽ rộng hơn một chút xíu thôi, cũng không có nhiều. Ở đây thì nó sẽ có hai cái nút để chúng ta gập cái hàng ghế ở phía sau lại trong trường hợp là chúng ta chở đồ hành lý nhiều ha. Ở đây thì Duy có một cái hộp quà cũng như là một cái giỏ ha, sách hướng dẫn nè, rồi túi y tế nằm ở đây ha, cũng như là một cái bao da để chúng ta có thể là để giấy tờ xe. Xe của chúng ta trang bị lớp Grenlast cho nên là ở phần cốp xe ở dưới đây là trống luôn các bạn, không có lớp xe cua ha. Chúng ta có một cái khoang để chúng ta để chở đồ thôi. Ok, bây giờ Duy sẽ đóng cái cốp lại. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta có hai cái bô kép đối xứng ở hai bên, nhưng mà hai cái bô này là hai chi tiết là bô giả thôi các bạn nha. Đó, hình thức là cái bô thôi, bô xe thôi, nhưng mà hơi nóng nó sẽ được đưa xuống đất để tránh cái việc mà chúng ta đứng từ phía sau nó sẽ bị bỏng chân. Thì hầu như là với những cái thiết kế của Mercedes-Benz gần đây đều là cái chi tiết là hình thức ốp bô thôi chứ không phải là bô thật nữa. Đèn xe của chúng ta thì các bạn sẽ thấy nè, nó được thiết kế là nhìn táo bạo hơn cũng như là khỏe khoắn hơn so với lại phiên bản trước đây. Đó, được vuốt nhọn nè, cũng như là đèn pha của chúng ta là hai cụm ha, được kéo dài từ bên này sang bên này luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem trên cái cánh cửa này ha, nó có những cái chi tiết gì, chắc như khi mà nhìn vào thì các bạn cũng có thể biết được rồi ha. Ở đây thì công tắc chỉnh ghế của chúng ta, thì cái công tắc chỉnh ghế này nó sẽ cũng khác so với hồi xưa đó các bạn, nó giống trên chiếc xe Mercedes-Benz S-Class S450 á, thì bây giờ nó cảm ứng theo dạng cảm ứng lực thôi chứ không phải là một cái nút cơ như trước đây nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có 3 vị trí nhớ ghế ở đây ha.
Và đây là cái bộ loa Boommaster được ốp mà bằng rôm đó các bạn, rất là đẹp ha. Logo của Boommaster ở đây nữa nè, ở đây nữa. Đó, cho nên là với chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Sport này thì được trang bị tổng cộng là 15 loa, công suất là 710W, nó sẽ giống như trên chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG cũng như là chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury hoặc là S450 Maybach luôn các bạn. Đó, cho nên là hiện tại với cái bộ loa 710W 15 loa này thì đây là một cái bộ loa rất là cao cấp. Đó, những cái dòng xe Maybach bên Di cũng phải trang bị cái bộ loa này. Cho nên là các anh chị các bạn nào mà thích về âm thanh các bạn thì có thể đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng này, Di sẽ cho các anh chị các bạn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh. Khu vực này được thiết kế rất là mới nè. Đó, các bạn thấy giống trên cái mẫu xe gì các bạn? Rất giống Mercedes-Benz GLB ha. Cái tay nắm cửa này. Đèn viền nội thất cũng vậy. Bây giờ là đèn viền nội thất, các bạn thấy là những cái chỉ led nhỏ thôi, nó rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ Di sẽ ngồi vào bên trong khoang nội thất nha. Hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi trong khoang lái của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Sport, rất là đẹp luôn các bạn nha. Tay lái cũng rất là ấn tượng luôn, mặc dù đây không phải là tay lái thể thao AMG trên cả chiếc xe Mercedes-Benz C300 nữa, mà là một cái tay lái tròn bình thường thôi, nhưng các bạn thấy tay lái bây giờ được thiết kế là rất là đẹp ha. Tay lái của chúng ta là tay ba chấu nè. Đó, những cái nút bấm cảm ứng thì nó vẫn được giữ nguyên giống như là C300 hoặc là những cái dòng xe E-Class hoặc là S-Class cũng không khác gì hết. Cần số bây giờ cũng được thiết kế lại nè ha. Đèn xi nhan cũng vậy. Thì hầu như với tính năng cần số, đèn xi nhan, gạt nước mưa thì nó thiết kế lại cái tay nắm thôi các bạn, còn lại mọi thứ công năng đều giống nhau. Đó, đặc biệt là đối với chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Sport, C200 Avantgarde hoặc là C300 AMG hoặc là cái màn hình tablo này các bạn, hoặc là màn hình giải trí này thì đều là giống nhau hết các bạn nha. Không có sự phân biệt giữa C200 Avantgarde, C300 Avantgarde Sport hoặc là C300 nữa, không có phân biệt trong ba cái phiên bản luôn. Và chúng ta khi mà chúng ta mua bất kỳ một cái phiên bản nào trong cái mẫu xe C-Class 2022 thì chúng ta đều có được những cái trải nghiệm ở hệ thống giải trí nè, cũng như là công tơ mét giống nhau hết. Đó, đây là một cái điểm mà rất là hay mà gần đây những cái chiếc xe Mercedes-Benz được nhà sản xuất của chúng ta được trang bị. Thì cách đây khoảng vài năm, những cái mẫu xe trước các bạn, nếu mà chúng ta mua cái chiếc xe C200 hoặc là đối với chiếc xe C300 á, thì nó rất là khác nhau ở cái phần màn hình cũng như là cái hệ thống giải trí. Nhưng bây giờ Mercedes-Benz nhà máy họ cho giống nhau hết luôn các bạn, không còn phân biệt đối xử nữa. Đây là một cái điểm cộng ha, rất là đặc biệt. Đó, khi mà các bạn nhìn vào cái chiếc xe C300 ha, rất là đắt tiền so với cái chiếc xe C200 Avantgarde hoặc là Avantgarde Sport thì chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm như nhau, không có khác gì hết. Các bạn sẽ thấy nè, đối với chiếc xe C200 Avantgarde Sport này, chúng ta sẽ có cái phần ốp gỗ màu nâu mờ. Đó, và những cái mẫu xe mà gần đây các bạn thì Mercedes-Benz nếu có trang bị gỗ thì đa phần là gỗ mờ hết. Rất là ít những cái mẫu xe được trang bị gỗ bóng, bởi vì gỗ mờ này chúng ta sẽ sạch sẽ hơn, cũng như là chúng ta sẽ không để lại cái dấu vân tay nè. Ha, rất là hay. Ngoài ra thì với cái chi tiết mà gỗ màu nâu bóng này kết hợp với bộ ghế da màu nâu này nữa thì nó rất là match với nhau, nó rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Táp lô này thì được bằng da Artico các bạn nha, nhưng mà các bạn nhìn nè, nó rất là giống với lại cái táp lô trên chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury được trang bị là cái da Nappa ha. Đây là da Artico thôi các bạn nha, nhưng mà rất là giống Nappa luôn, rất là đẹp. Những cái hốc gió của máy lạnh bây giờ được trang bị bằng những cái dạng tuabin như thế này và có đèn ở bên trong luôn, rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ Di sẽ nổ máy lên cho các bạn xem nha. Hầu như khi mà chúng ta nổ máy lên đó bạn, chúng ta sẽ không có một cái cảm giác là cái máy đề nó rung lắc hoặc là cái động cơ nó rung lắc lên hết, bởi vì động cơ này được trang bị thêm một cái động cơ điện 48V nữa, cho nên là cái việc khởi động của chiếc xe này nó rất là êm ái, rất là mượt mà luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Tiếp theo nữa các bạn, màn hình của chúng ta các bạn là một cái màn hình dạng máy tính bảng rất là to luôn nè ha. Và ở bên trong này có rất là nhiều ngôn ngữ và chúng ta có thể sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn thấy không, rất là tuyệt vời không, rất là dễ xài các bạn nha. Các anh chị và các bạn nào mà Duy nghĩ là có thể làm quen khoảng tầm một ngày thôi thì chúng ta có thể là tự sử dụng được cái tính năng này hết rồi. Đó, thì với cái màn hình này Duy đã giới thiệu cho các anh chị các bạn xem rất là nhiều lần rồi, và bây giờ Duy cũng không phải nói nhiều nữa ha. Chiếc xe của
chúng ta, cả 3 phiên bản được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay cũng như là Android Auto không dây luôn các bạn nha. Chúng ta chỉ việc kết nối cái điện thoại của chúng ta thông qua cái Bluetooth là sau này chúng ta sẽ kết nối được CarPlay luôn. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đó, ngoài ra thì C200 Avantgarde Plus của chúng ta có một cái chi tiết là sạc không dây ở chỗ này nữa ha. Cho nên cái việc mà chúng ta kết nối CarPlay không dây á, thì nó sẽ được duy trì cái nguồn điện thông qua cái sạc không dây này. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái này lại. À, một điều nữa các bạn, cái màn hình của chiếc xe C200 Avantgarde Plus này, hoặc là nói chung trong dòng C-Class nói chung, nó đều nghiêng qua cái người lái một cái góc như thế này các bạn. Đó, có nghĩa là giúp cho cái người lái của chúng ta khi mà chúng ta quan sát hoặc là thao tác trên cái màn hình này, nó rất là trực quan, nó rất là dễ ha. Đó, về công thái học của nó rất là ok. Ở bên trong này nó sẽ có hai cái USB để chúng ta sạc điện thoại cũng như là kết nối để chúng ta nghe nhạc nè, hai USB Type-C. Đó. Khu vực này thì chúng ta để tắt đèn, mở đèn nè, đèn mở cửa nè, đèn phía trước nè, đèn đọc sách, rất là nhiều thứ. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này. Do kích thước của chiếc xe C200 phiên bản 2022 này nó dài hơn 65mm so với cái phiên bản trước đây, cho nên là cái phần mà vị trí ghế ngồi đó các bạn, từ phía sau nó rộng hơn rất là nhiều. Cũng như là mặc dù là cái về phần chiều cao của chiếc xe C-Class mới bây giờ nó thấp hơn một chút xíu so với phiên bản trước đây, nhưng cái phần ghế các bạn được thiết kế chuẩn xuống, làm cho cái phần mà đầu xe chúng ta với trần nó cũng rộng rãi hơn rất là nhiều ha, rất là thoáng luôn. Tiếp theo nữa là C200 Avantgarde Plus của chúng ta được trang bị một cái rèm kéo tay ở bên hông cũng như là một cái rèm điện ở phía sau. Đó, rất là đầy đủ các bạn nha. Chi tiết tựa tay. Về phía sau thì cũng không có vấn đề gì nhiều để nói các bạn. Bây giờ Di sẽ mời các bạn xem phần động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này. Chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde hoặc là C200 Avantgarde Plus đều được trang bị động cơ chỉ 1.5 lít thôi các bạn nha. Nhưng công suất của chiếc xe này lên đến là 204 mã lực. Có nghĩa là động cơ của chúng ta mặc dù nhỏ hơn so với lại phiên bản C200 trước đây, nhưng cho cái công suất mạnh hơn. Và thời gian tăng tốc của chiếc xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 7,3 giây. Với thời điểm như mà giá xăng lúc nào cũng là rất là cao, thì với chiếc xe mà động cơ 1.5 lít này, đây là một cái động cơ mà có thể nói rất rất là phù hợp với các anh chị các bạn trong thời điểm hiện tại bây giờ. Đó, nhưng công suất không hề yếu các bạn nha, 204 mã lực là rất rất là mạnh luôn. Đó, và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc xe C200 Avantgarde Plus này, nếu mà chúng ta đi đường ngoài đô thị các bạn, coi như là đường trường, thì chúng ta phải mất khoảng gần 7 lít trên 100km đường trường ha. Hoặc là nếu mà chúng ta đi trong đô thị thành phố thì nó mất khoảng tầm hơn 11 lít. Có nghĩa là với cái động cơ này thì Di nghĩ nó rất rất là tiết kiệm. Bởi vì là chiếc xe của chúng ta còn được trang bị thêm một cái motor điện 48V, giúp cho chiếc xe của chúng ta có một cái moment xoắn rất là tuyệt vời, 300 N/m. Hộp số của chiếc xe C200 Avantgarde hoặc Avantgarde Plus đều được trang bị cái hộp số tự động 9 cấp, 9G-Tronic tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Và hầu như cái hộp số 9G-Tronic này, đây là một cái hộp số mà sử dụng cho hầu hết những cái dòng xe từ nhỏ cho đến lớn nhất của Mercedes-Benz. À, có nghĩa là đây là một cái hộp số cực kỳ tối ưu luôn các bạn. Đó, để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus này, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.